Xin chào quý vị, ngày hôm nay thì mọi đèo đường tại thành phố Thanh Hóa của chúng ta sẽ lại cùng nhau hướng về sân bóng biển Kít. Để một lần nữa, chúng ta lại cùng tô vẽ thêm những sắc màu của TNX S5 ở trong mùa giải năm nay. Và ở trong buổi chiều ngày hôm nay trên sân đấu số 2, và chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm ra lời giải dành cho đội bóng nào hiện tại đang có một tiềm lực ổn định nhất với một phong độ cao nhất. Và hai đội bóng này được lựa chọn đó là Minh Dương và 132 Đào Duy Từ. Và như vậy thì trong hiệp đấu đầu tiên thì đội bóng Minh Dương sẽ là những người giành quyền sau bóng trước, và họ sẽ là những con người ra sân trong trang phục truyền thống của đội bóng này với những cái tên hiện tại đang có mặt ở trong đội hình thi đấu xuất phát. Để có thể sẽ hứa hẹn đây là một tình huống bóng nguy hiểm không vào, bóng đi trúng với vị trí của Long Hồn. Khánh Sêm quýnh báo đen đi vào và dứt điểm, không quá khó đối với Long Hồn, chưa phải là một pha xử lý hay nhất. Thời cơ vẫn còn dành cho 132 Đào Duy Từ. Đấu Xuân Hinh kéo bóng không được, Long Hồn đã băng ra kịp thời với tình huống xử lý vừa rồi tới từ Đấu Xuân Hinh. Và ở thời điểm này trên on stream ở TH Media thì cũng có quá nhiều như đây là một cơ hội không vào, một pha dứt điểm trong tư thế không phải là thuận lợi nhất tới từ Dũng Jeco, chưa phải là ở một vị trí tốt nhất và một tư thế dứt điểm tốt nhất, nhưng đây là một cơ hội nữa không vào. Ngay sau đó là một cơ hội đến với Nguyễn Minh Quang. Nguyễn Minh Quang được chuyền bóng tốt, đưa bóng vào không thành công. Báo cứu quy bóng ngay trên vạch vôi tới từ Ngô Minh Quang, cũng có thể sẽ là những điểm nhận uy tín ở trong pha bóng này. Đưa bóng vào ở tầm thấp, dứt điểm không được, thêm một cú đá nữa vẫn không vào. Dứt điểm khá nguy hiểm, Long Vun đã lựa chọn một tình huống giải pháp an toàn ở trong pha phản xạ này, cố gắng hướng bóng về vị trí của Tiến Mèn và đã không thể thành công. Không có tiếng còi của trọng tài cất lên, đây là một thời cơ nữa, cơ không vào. Điều gì đã xảy ra đối với Thái Lem vậy? Một cơ hội có lẽ là không có gì được quá rõ ràng hơn sau tình huống qua đó của Thái Lem. Đây là một cơ hội nữa, Dũng Jeco, 1-0, 1-0 dành cho 132 Đào Duy Từ. Ngay sau khi Minh Dương đã bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ ngon ăn của Thái Lem thì ở thời điểm này Dũng Jeco ngay sau đó đã có một tình huống bóng mà khiến cho Minh Dương ở thời điểm này sẽ cần phải nối tiếp. Họ nối tiếp tuần cùng khi mà trong tình huống chuyển đổi trạng thái của 132 Đào Duy Từ, bàn thắng của Dũng Jeco đã đem về được bàn thắng mở điểm dành cho 132 Đào Duy Từ ở trong pha bóng này. 1-0 dành cho tập thể của huấn luyện viên Phúc Gà, và người được lựa chọn đó là Dũng Jeco. Bản năng sát thủ đã được đem đến khi mà không có một áp lực nào được tạo ra đối với Dũng Jeco cả. Và bàn thắng của Dũng Jeco nó mang tính chất quan trọng. Họ cũng có được những cái tên có thể mang lại được những pha bóng nguy hiểm. Đây là một thời cơ nữa, Thái Lem không thể tung ra được cú dứt điểm. Ngay sau đó là tình huống mà Thái Lem đã chưa có một tư thế dứt điểm tốt nhất. Dũng Jeco, Đồng Xuân Hình, thêm một thời cơ nữa, dứt điểm. Bóng đã đi hơi cao so với khung thành của Long Hồn sau cú vung chân này của Dũng Vàng, mang tới được sự khoa học. Khánh Dêm đưa bóng vào không được. Lần này thì Dũng Jeco đã dứt điểm trượt tâm bóng. Đưa bóng vào, thêm một tình huống đưa bóng tốt nữa, Dũng Jeco đã có một tình huống tắc bóng, đã có một tình huống tắc bóng phạm quy. Tất cả cầu thủ của 132 Đào Duy Từ đang sẵn sàng. Khánh Dêm quá chính xác và 2-0 dành cho 132 Đào Duy Từ. Cú đá chéo gấp và khiến cho Long Hồn lần thứ hai phải vào lưới chặn bóng. 2-0 dành cho 132 Đào Duy Từ. Hình hài của đội bóng vô địch trong mùa giải năm nay đang được thiết lập bởi các cầu thủ bên phía huấn luyện viên Phúc Gà. Mọi thứ đã được ra xếp cực kỳ đơn giản, nhưng hiệu quả của nó lại chứng minh một cách tối đa với cú đá này của Khánh Dêm. Không có một cầu thủ nào của Minh Dương kịp thời băng ra đã làm hẹn đi góc sút. Và dù cho Tiến Mèn là người đã đứng ở vị trí cột xa để chủ động có một tình huống phá bóng khi mà Long Hồn đã mất tình huống kiểm soát, những cú đá này của Khánh Dêm là quá căng, đơn giản là không thể cản phá với cú đá này của Khánh Dêm. Và 2-0. Kính mời quý vị khán giả, chúng ta cùng quay trở lại đối với hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa 132 Đào Duy Từ và đội bóng Minh Dương. Đưa bóng vào, và đặc biệt ở tầm thấp và chưa thể thành công. Cú đá bất ngờ tới từ Khánh Dêm. Rất may thì ngay sau đó cầu thủ này cũng đã kịp thời can thiệp. Khánh Dêm đưa bóng về vị trí cột đai, không vào. Pha bóng về gầm quen thuộc tới từ Đồng Xuân Hình. Nguyễn Minh Quang nguy hiểm, Thái Lem có một thời cơ không vào. Luân Lù
Lĩnh Mực cần phải thoát vây nhanh hơn. Luân Lưu có một tình huống không vào. Bóng đã đi đúng với vị trí của Việt Vâu. Và tiếp tục là tình huống phát bóng mạnh. Hãy xem, cực kỳ nỗ lực. Thêm một thời cơ nữa, dứt điểm không vào. Những bàn thắng thứ ba đã chưa đến dành cho 1-3 Đào Duy Từ. Pha phối hợp tốt, đá cháu không được. Cường bò, đá cháu. Pha xử lý bóng tốt của đá cháu không được. Tiếp tục là một tình huống chuyền bóng vỗ mặt, Thái Đem không được. Vẫn không thể xoay người mà tung ra tình huống dứt điểm cuối cùng. Có cơ hội nữa, Khánh Dương, bóng đi ra ngoài. Bóng đi ra ngoài và không có bàn thắng thứ ba dành cho đội bóng 1-2. Lĩnh Mực sẽ là người đưa bóng vào từ quả đá biên này. Đánh đâu, không vào. Đưa bóng vào, cơ hội không vào. Tiếp tục là cú đá nữa của Đà Cháu. FC Bình Dương và người đứng chơi bóng ở trong tình huống này là Lĩnh Mực, không vào. Bóng đi đúng với khung thành và vị trí của Việt Vâu đã lựa chọn. Một tình huống dứt điểm đá phạt cố định cơ bản của Lĩnh Mực. Đó là một tình huống sáng sủa nhất mà Lĩnh Mực đã được tạo ra ở trong hiệp đấu thứ hai. Tiếp tục là tình huống đi bóng hay nữa của Lĩnh Mực, dứt điểm 1-2 dành cho đội bóng Bình Dương. Và người đã đem về được bàn thắng cực kỳ quý giá vào thời điểm này dành cho tập thể của đội bóng áo cam, đó là Đa Cháu. Đá cháu và bàn thắng đến ở một thời khắc dù có muộn màng nhưng thời gian còn lại vẫn đang còn dành cho đội bóng Minh Dương. Người đã làm tường tốt dành cho đá cháu bằng vào dứt điểm là Thái Lem. Mọi thứ xuất phát từ vị trí của Lĩnh Mực. Lĩnh Mực đã tăng tốc ở một quãng cực kỳ tốt, đưa bóng dành cho Thái Lem và tình huống trả ngược ở vị trí đáy biên là thuận lợi để đá cháu đệm bóng làm tung lưới của Việt Vâu. 1-2 dành cho đội bóng Minh Dương. Và đến lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên để có thể khép lại trận đấu đại chiến, trận đấu tâm điểm ở trong vòng đấu này. Trận đấu có thể được nói là hay nhất từ đầu mùa giải tới giờ của cả hai đội bóng, tạo ra và chiến thắng cuối cùng là nghiêng về 1-3 Đào Duy Từ.